Một người mẹ không xứng đáng là mẹ, mà để tâm ảnh ở đây thì thật nhỏ như thường hậu ích lợi gì hết. Có thể từ rồi, kể như nó đã chết và xong.
cô hãy ra để nó yên thân ốc hơn. Cô hãy đi với anh đi. Nhìn nhận con ngoại tình
就比高也有买也更乱呀。现在年轻为谁要救呀？Yeah, I'm a good dude.
lần cuối cùng bị cáo còn muốn nói thêm điều gì nữa không? Dạ thưa không, tôi xin đặt hết tin tưởng vào sự phán xét công minh của quý tòa. Hãy cho bị cáo về chỗ. Đưa bị cáo trở về chỗ. Tòa vào nghị án. Tòa vào trong nghị án. Đó là bổn phận của tôi. Kính chào luật sư. Chào cô.